Chào các bác, hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một cái dòng xe mới về bên em. Còn này thì mới tinh. Đây là cái dòng TP930, có dung tích dầu là 1.3. Động cơ thì đang sử dụng động cơ Juney 76kW, có turbo. Loại này thì đang có mức chiều cao xả thải là 3.3 m. Xe nhìn thì rất là chắc chắn. Em mở phần động cơ cho các bác xem. Động cơ IN38GBZ mới nguyên zin từng con ốc. Chiếc này thì bên em có sẵn đường chờ kẹp để cho các bác sử dụng. Đây là tay kẹp này, tay sang thủy lực này, rất là nhẹ nhàng. Xi lanh giữa rất là to này. Đây bọn em thiết kế thêm cái chốt nắp ở giữa, khung giữa chống mài mòn cao cấp. Băng không vấn đề gì cả. Khung sườn chất xi cứng cáp lắm. Chiếc này thì bên em bảo hành 1 năm. Bảo hành 1 năm toàn bộ máy trừ những vật tư hao mòn. Vật tư hao mòn như là lốp này, phanh này, hệ thống điện này. Hệ thống điện thì do tác động nhiều nguyên nhân từ bên ngoài này, cũng có thể dẫn đến việc hỏng hóc, nên là em không bảo hành cái phần đấy. Đây là tem của xe nhé. Xe này nặng gần 5,4 tấn. Đời 2023 này. Vừa mới về chắc được tầm khoảng hơn 1 tuần thôi. Tuần 2 tuần thôi. Chiếc này thì sử dụng lốp 16/70/20. Nếu các bác có nhu cầu thì liên hệ với em. Chào mọi người nhé, chào các bác nhé.